Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức do dịch COVID-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu của nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong quý 1 năm 2021 vẫn ghi nhận đà tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2020. Theo ghi nhận của ngành công thương, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, cùng với sự khởi sắc và tăng trưởng trở lại của ngành công nghiệp, hoạt động xuất khẩu trong quý 1 năm 2021 đã có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tại Tiền Giang, kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm 2021 đạt 757 triệu đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 23,3% so với kế hoạch năm. Riêng với mặt hàng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50 triệu đô la Mỹ, tăng 7,3% về lượng và tăng 9,3% về trị giá. Đáng chú ý, xuất khẩu cá tra tăng trở lại, trong đó các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường có hiệp định thương mại tự do FTA để hưởng ưu đãi thuế và mở rộng thuế xuất khẩu vào những thị trường mới, cũng phần nào giúp kim ngạch cá tra phục hồi. Tại Đồng Tháp, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý 1 năm 2021 đạt 326 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2020. Còn tại An Giang, kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm 2021 đạt hơn 227 triệu đô la Mỹ, tăng 4,51% so với cùng kỳ năm 2020. Nhằm tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng trong hoạt động xuất khẩu, ngành công thương các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác cung cấp thông tin về thị trường, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tuyên truyền về các nội dung liên quan tới các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới như EVFTA, CPTPP, RCEP, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa.